Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Hôm nay Tố Trinh thay đất, thay chậu cho cây sứ Thái của Tố Trinh. Có hình dáng. Khoảng một năm trước thì ở phía bên này nó bị hư, thì Tố Trinh cắt nó ra. Sau một năm sau nó liền lại, Tố Trinh sử dụng bằng vôi á, vôi trắng bôi lên vết cắt. Năm nay nó đã liền lại và cây nó phát triển rất là tốt. Sau một năm trồng thì Tố Trinh thay đất, thêm phân sang qua chậu. Chậu thì Tố Trinh sử dụng cái chậu tròn có bề ngang á, được một rang rưỡi tay. Còn này, chậu này nó cao. Ở phía dưới thì Tố Trinh sử dụng miếng vải để chặn lại lối thoát nước để lọc đất. Sau đó Tố Trinh sử dụng những cái mút này bẻ ra thành miếng nhỏ, bẻ ra chất một lớp ở phía dưới. Trải một lớp ở phía dưới cho nó thoát nước nhanh, không bị úng nước. Trở lại chỗ xứ thì tôi xin quay một vòng cho các bạn xem. Lúc trước thì tôi chinh trồng nó thẳng đứng, một thời gian sau từ 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 nó ngã xuống, nó nằm xuống. Hôm nay tôi chinh sửa nó lại và nó đã ra hoa, cũng hoa nó cũng ra được phân nửa. Sau một thời gian tôi chinh cắt thì nó chia ra được ba nhánh, rồi sau đó trên này nó cứ ra chia ra. Hôm nay nó nở hoa, hoa là hoa truyền thống nhưng màu nó cánh xòe dài, nó có màu đậm, màu rất là đẹp, ra ánh sáng nắng nó màu rất là đẹp. Đây là sơ dừa cho trống. Và Tố Trinh sẽ trộn 50-50 đất và sơ dừa cho trống. Đây là phân hữu cơ, phân dynamic, sử dụng rất là tốt cho cây và phát triển rất là tốt. Trộn đều nhau.
là miếng vải lúc trước tôi chinh lót tới dưới đáy chậu. Rễ phát triển rất là tốt. Tôi chinh sẽ trồng lại.